Kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2020. Bản tin sẽ chuyển đến quý vị một số thông tin đáng chú ý sau. Với mong muốn quảng bá văn hóa nét độc đáo trong ẩm thực Nhật Bản, đem lại cho thực khách những món ăn đẹp mắt, ngon miệng, tốt cho sức khỏe, nhà hàng món Nhật Tenso đã chính thức khai trương tại số 17 đường Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Bằng lối bài trí thân mật, ấm cúng, Tenso mang đến cho thực khách cảm nhận sự chân thực về bữa cơm truyền thống gia đình Nhật Bản. Ngoài những món ăn nổi tiếng của xứ sở mặt trời mọc như sushi, sashimi, thực khách còn được các chuyên gia, đầu bếp chuyên nghiệp tư vấn để tự tay thiết kế bữa ăn theo phong cách Nhật cho riêng mình. Đặc biệt, nguyên liệu và món ăn sẽ được nhà hàng thay đổi theo ngày, trong đó các loại rau sử dụng trong thực đơn được nhà hàng tự trồng bằng phương pháp thủy canh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhân dịp khai trương, Tenso áp dụng chương trình khuyến mãi tặng một món cho mỗi hóa đơn trên 100.000 đến hết ngày 29 tháng 2 năm 2020.